And then the icing out there, can you put ice in there? Cái này là nhà làm lấy hết á. Coi như John Rosie gọi là làm lấy hết. Chỉ có cái món cơm chiên này là cô Cathy xào thôi. À, cô Cathy xào cái món cơm chiên. Chè thì là cũng là cô Cathy luôn. Cà phê là Nhi. Ok rồi còn cái bắp chuối cắt ra là Nhi với lại Thúy. Rồi đó. Còn bún bò Huế nữa là trời ơi nhiều đồ ăn quá trời luôn. À, nhiều đồ ăn quá trời vậy đây. Và bún bò Huế. Mm-hmm.